Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vừa tổ chức hội nghị viên chức người lao động năm 2023, tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, với sự nỗ lực đoàn kết quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã thực hiện tốt việc khám bệnh, thu dung điều trị và theo dõi bệnh nhân COVID-19 nặng, tăng cường đổi mới, đột phá và triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong năm, bệnh viện cũng đã phát hành thẻ thanh toán điện tử cho người bệnh dùng nội bộ trong bệnh viện. Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, đánh giá cao kết quả hoạt động của bệnh viện trong năm qua. Để nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, Giám đốc Sở Y tế An Giang đề nghị bệnh viện cần quan tâm đi đầu phát triển chuyên môn, nhất là việc nâng cao chất lượng các kỹ thuật cao, hoạt động chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay đốt sống, ghép thận, can thiệp nội mạch, làm tốt việc đào tạo nhân lực chuyên môn, đặc biệt đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư, trang thiết bị y tế cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.